Xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta lại sang tiếp một bài về số tự nhiên. Một cái bài nhỏ nhỏ thôi. Đó là biểu diễn số tự nhiên ở trên tia số. Đó là gì? Chúng ta sẽ lấy thước. Chúng ta kẻ một cái đường như thế này. Đó. Đó. Trên bảng của thầy nó rộng thì thầy cứ kẻ thật là dài cho bọn con dễ hiểu. Chứ trong vở ấy thì bọn con kẻ nó ngắn ngắn thôi. Được chưa nào? Hết cái trang vở ấy là được rồi. Từ bên này trang cho đến bên này trang. Hết chiều ngang của một cái trang vở. Đầu tiên thì người ta đánh một cái vạch chặn ở đằng này, bên trái. Còn cái đầu bên này thì người ta sẽ đánh một số, đánh một cái mũi tên. Và người ta gọi cái này là tia số. Được chưa nào? Tia số. Nói về tia số ấy thì nó phải có một đầu bị chặn. Đây, và có một cái đầu mũi tên. Cái đầu mũi tên này thể hiện là nó còn kéo dài mãi. Còn cái đầu bị chặn này thì nó cố định rồi. Thế thì bọn con nhớ lại xem, các số tự nhiên thì sao? Các số tự nhiên được ký hiệu là N, bao gồm các số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Vô số các số tự nhiên. Thế thì ứng với mỗi một số, người ta sẽ vẽ nó ở trên cái trục này, vẽ nó trên cái tia này. Số 0 thì người ta để nó ở đầu. Rồi, cách ra một đoạn, thường trong vở bọn con thì bọn con cứ vẽ là 1 cm, hoặc là một ô trong vở cũng được. Một ô xong rồi lại một ô tiếp, xong lại một ô tiếp, xong một ô tiếp, một ô tiếp. Đấy, tức là mình chia làm các cái đoạn bằng nhau. Thì tùy bọn con, có thể là 1 cm trong 1 cm, 1 cm, 1 cm, hoặc là một ô ly trong vở, một ô ly trong vở, một ô ly trong vở. Còn trên bảng của thầy nó cũng có ô mà. Thầy cứ chia từng ô này là khoảng cách bằng nhau. Thầy coi nó là một đơn vị. Mỗi một cái khoảng cách này thầy coi là một đơn vị nhá. Thì số 0, xong rồi đến số 1, xong rồi đến số 2, xong rồi đến số 3, xong rồi đến số 4. Cứ thế biểu diễn cho nó hết. Thế ví dụ thầy hỏi là số 10 thì sao? Thì mình lại phải đếm nhá. 0 này, hồi đó bắt đầu này, 1 vạch này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, số 10 nó viết ở đây. Đó. Thế số 12 ở đâu? Số 12 nó ở đây. Bỏ qua số 11 mà. Thế ví dụ thầy muốn số 20 của thầy thì sao? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À, 20 đây. Đó. Như vậy chốt lại là gì? Mỗi một số tự nhiên sẽ được biểu diễn bởi một điểm ở trên tia số. Theo thứ tự từ bé đến lớn. Bắt đầu bởi số 0 là ở gốc. Gốc của tia số. Ở chỗ này người ta gọi là gốc của tia. Còn bên kia là ngọn của tia. Được chưa? Thế có một chú ý là gì? Số bé thì sẽ được biểu diễn ở bên trái. Số bé thì biểu diễn ở bên trái. Còn số lớn hơn thì biểu diễn ở bên phải. Của nhau. Đó. Thế thì thế nào là bên trái bên phải? Ví dụ đây, số 10 và số 12 thì số 10 nó nhỏ hơn số 12 đúng không? Thì số 10 nó ở bên trái, số 12 nó ở bên phải. Như vậy là các số cứ ở bên phải là các số sẽ lớn hơn những số ở bên trái. Và cái chiều của tia số này là tăng dần. Giá trị của các số là tăng dần. Rồi. Như vậy nội dung của cái phần này hôm nay đến đây là xong. Nhưng nếu bạn nào nghe tiếp thì thầy sẽ nói thêm một chút xíu nữa mà ở những chương sau của phần lớp 6 bạn con sẽ học. Đó là gì? Trục số. Đó. Trục số là nó phải to hơn tia số rồi. Thế và gì nữa nào? Trục số xong lại còn thêm khái niệm là số nguyên âm. Số nguyên âm là như thế nào? Ví dụ như là bọn con nợ ai đó 3.000 chẳng hạn, thì mình hiểu là âm 3.000. Bọn con nợ ai đó 3 cái kẹo, âm 3. Nợ ai đó 4 cái bánh, âm 4. Còn nếu bọn con có 4 cái bánh thì là dương 4. Được chưa? Nhá. Sau này mình sẽ học, nhưng mà tiện cái bài hôm nay thì sẽ nói một xíu thôi. Đây, trục số thì bọn con vẽ thế này. Nó cũng rất là dài, dài vô cùng vô tận. Nhưng mà nó lại vô cùng vô tận về
hai phía. Còn cái gốc của nó nằm ở đâu? Cái gốc O của nó, cái điểm số 0 nó nằm ở giữa, có cái mũi tên về bên phải. Thế bây giờ số 1 thì ở đâu? Số 1 thì ở đây, số 2 ở đây, số 3 ở đây, số 4 ở đây, vân 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 vân. Nó vẫn thế. Nhưng số nguyên âm thì ở đâu? Số nguyên âm thì ở bên trái. Âm 1 nó ở đây, âm 2 nó ở đây, âm 3, âm 4, âm 5, âm 6, âm 7, âm 8, âm 9 nó ở đây. Đó. Như vậy là số âm thì viết bên trái, số dương thì viết bên phải. Đó. Thôi, nói thế thôi chứ nói nhiều quá bọn con cũng không hiểu, nó mất thời gian. Phần này đã ok chưa nào?